Tôi uống miếng nước cho tỉnh nè. Quỳ lễ. Quỳ xin lúc là xấu nhất không? Chọt sọt gì vô cái ống mà quay quay vậy. Xấu mình sao nha. Lấy đồ chọt vô ống mà. Hello, xin kính chào quý vị. Xin chào tất cả mọi người. Dạ, bé Trứng. Dạ, con cánh chào ông bà cô chú. Ủa, bé Trứng đang chơi gì con? À, con khóe này coi, cái này gì vậy? Dạ, cái này là slime. Là slime hả? Ai làm? Cái này ai làm vậy ta? Mẹ. Mẹ làm, mẹ cho, làm con. Cho con hả? Với con. Hay vậy? Mẹ làm slime cho con. Ok, làm slime phải không? Bây giờ glue ha. Này con chơi sao mà con mê quá, con cầm lên chơi cho mọi người xem coi. Đây mẹ cầm cho. Ôi, wow, ôi. Nhiều dữ vậy ta. Thấy có chút xíu mà qua ra quá trời vậy nhiều nhỉ. Ừ, cái này có gì mà mê vậy đó hả? Con feel thấy nó comfortable phải không? Thấy nó dễ chịu phải không? Đã tay lắm hả? Đâu kéo ra cho mọi người xem coi. Kéo ra. Wow. Đó vậy thôi mà mê chơi hoài suốt vậy. Cái tự nhiên bây giờ chơi lại chứ hồi xưa là như là ngày nào cũng chơi cái này đó. Hồi đó đó là làm á, cái Loan làm bằng cái borax á, là cái loại mà xà bông bột, nó gần giống vậy á. Chơi bị ngứa tay quá. Cái sau này ở Target á, họ làm ra cái loại nó kêu là gì con? Magical liquid. Ờ. Nè, ra ngoài chơi đi. Thôi nên ra ngoài lên chơi luôn đi nè. Nó chế ra cái loại đó đó, cái Loan làm nó đỡ. Ờ. Đó. Magic what, Linh? Magical liquid. Đi chơi. Magical liquid. Magical liquid. Đó. Thì nó không bị ngứa nữa. Cho chơi đỡ. Cái lúc đó đó tay á bị ngứa quá trời luôn mà nổi hột hồn hột đầy mà nghiền chơi mê chơi cái món này vậy. Ngộ thiệt. Phải có lotion á cho làm cái sticky á, có nước á làm á, xong á mình phải bỏ lotion cho nó giống lá, nó mềm nó không có bị dính phải không? Cho thêm tí lotion vô với lại nó có mùi thơm nữa. À bây giờ là 4:30 trưa của ngày 19 tháng 5. Thì ca bệnh ở Mỹ bây giờ là 1,570,063 người bệnh. Số người mất là 93.500 và số người được chữa khỏi là 363.062. Như vậy là qua nay là số người được chữa khỏi là được khoảng hơn 11.000 người. Thưa quý vị, ca bệnh thì cũng vẫn còn tăng nhiều lắm, cũng hơn 20.000. Cho nên cái tình hình thấy, mình thấy mặc dù mở cửa từ từ rồi ha, nhưng mà nó cũng còn căng thẳng quá. Thì ông thống đốc của California đó thì ông cũng có nói là sắp tới trong vài tuần nữa thì ông sẽ cho tiệm tóc mở cửa lại. Và ông nói là trong số 58 cái quận thì có 53 quận có thể là đủ tiêu chuẩn để mà mở cửa lại. Yêu cầu của ông á, là cái số người nhập viện không quá 5% và phải xét nghiệm 8% trên cái dân số của toàn quận. Ngoài ra đó thì cái khu shopping mall được phép tiếp khách và những cái nơi đó phải đạt đủ tiêu chuẩn sức khỏe của ông đưa ra là 5% cái ca bệnh và 8% xét nghiệm, thì những cái quận hạt đó mới đủ tiêu chuẩn. Mà ông nhấn mạnh là ông không có nói những 5 cái quận còn lại là quận nào, nhưng mà ông nhấn mạnh là Los Angeles thì là tình hình còn nặng lắm, chưa thể mở cửa được. Cho nên những cái nơi mà công ty cũng như là tiệm tóc này nọ ở Los Angeles
chắc phải đợi lâu. Đợi lâu. À, nhưng mà ông chưa nói gì tới tiệm nail hết, không có nói là tiệm nail sẽ được mở cửa lúc nào hết. À, và với cái tình hình mà Hồng Loan nói là mọi người đang lo sợ cho cái mà phát bệnh lại đợt 2 đó thưa quý vị, thì hiện tại bây giờ là ở Trung Quốc á, là khoảng 108 triệu người ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc đã bị phong tỏa trở lại vì cái nguy cơ đại dịch bùng phát lần 2. Vào ngày 19 tháng 5 thì các thành phố thuộc tỉnh Cát Lâm đã bị ngưng những cái dịch vụ như là xe buýt, tàu lửa, đóng cửa trường học và cách ly giống như lúc trước vậy đó. Có nghĩa là đi tới, đi lui, đi ra, đi vô thì cũng hạn chế mỗi gia đình chỉ có một người được đi ra ngoài thôi. Trung Quốc họ kinh nghiệm, họ làm rất là mạnh. Họ thấy mà có chiều hướng tăng là họ bắt đầu họ làm liền, ngưng liền. Nhưng mà ở bên Mỹ thì không có làm gì được, không cái quyền tự do đó. Cho nên chính phủ không có dám đụng chạm tới quyền tự do nhiều, cho nên không có dám dùng biện pháp mạnh. Đó. Cho nên nó không có ca bệnh, nó không có giảm nhiều ha quý vị thấy không? Nè, họ nói là chỉ có một người được phép ra ngoài mua nhu yếu phẩm 2 tiếng trong mỗi 2 ngày, có nghĩa là cách ngày mới được đi lần. Mà đi ra có 2 tiếng thôi. Mỗi lần đi chỉ được 2 tiếng thôi, mà mỗi gia đình chỉ được có một người đi ra thôi. Trời, nó còn căng quá ha. À, và ngày hôm qua, tại cái Đại hội đồng Y tế Thế giới là WHA đó quý vị, trong một cuộc họp thì đã có 122 quốc gia tham dự và họ ủng hộ cuộc điều tra về COVID-19. Họ những cái quốc gia đó họ đồng ý là không phải là họ nói là điều tra Trung Quốc, họ không nói vậy, nhưng mà họ điều tra nguồn gốc của COVID-19. Rất Hồng Loan có cái chi tiết của các quốc gia ở đây nè, nhưng mà thời gian cho phép mình nói nhiều quá, thì chúng ta cũng biết là coi như là khắp nơi trên thế giới là hầu hết là đều đồng ý cái vấn đề mà điều tra về cái COVID-19 này. Thì chúng ta hy vọng sắp tới thì sẽ có một cái cuộc điều tra để đưa ra chúng ta biết rõ là căn bệnh này vì lý do gì, nguyên do từ đâu và từ đâu đưa đến, thưa quý vị. Mà mấy ngày hôm nay á, thì ở trên cộng đồng mạng á, họ có một cái, không, là không biết là một cái tin đồn hay là một cái sự nghiên cứu, người ta nói là cái bệnh COVID-19 bây giờ đó, nó là hai, nó có hai loại bệnh. Một cái là nguồn gốc từ COVID Vũ Hán, và một cái khác là nó cũng có triệu chứng tương tự như COVID-19. Và khi mà mình bị cái triệu chứng đó đó, mình xét nghiệm á, thì nó cũng ra dương tính, nhưng nó không phải là COVID-19. Cái bệnh đó đó thì nó không làm cho cơ thể mình mệt mỏi, không có bị đau rát cổ họng, nhưng mà mình cũng bị ho, rồi mình bị tiêu chảy. Nói chung là người mình nó cũng hơi mệt, thì mình nghĩ là mình bị bệnh đó. Thì những cái người mà bị bệnh đó đó thì xét nghiệm ra thì cũng là COVID-19. Cho nên họ nói, nhưng mà đặc biệt như vậy nha, người ta nói đó là cái khi mà mình bị nhiễm cái bệnh đó đó thì mình lại có kháng thể chống lại cái COVID-19. Đây mình không biết nó là nên vui hay nên buồn, nhưng mà bữa giờ Hồng Loan thấy nhiều người nói về vấn đề này lắm, cho nên hôm nay Hồng Loan muốn chia sẻ và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem cái vấn đề này nó là như thế nào. Đầu tiên á, thì họ nói là người ta đưa cái con virus này ra đó là vì một về mặt chính trị là muốn làm cho đảng này đụng đảng kia này nọ, nhưng mà sau này thì người ta lại thấy là đưa con virus này ra nó lại tốt, là bởi vì khi mà mình nhiễm cái con virus này á, thì mình sẽ không bị nhiễm cái con virus kia. Bây giờ mình chưa có câu trả lời chính xác nên mình không dám khẳng định là điều gì. Nhưng mà mình có một chút nghi vấn về cái vấn đề đó thôi. Đó, thì bây giờ Hồng Loan đưa ra cho mọi người chúng ta biết để chúng ta cùng tìm hiểu nha quý vị. Thì nếu như thật sự mà nó có cái con virus này á, thì Hồng Loan nghĩ nó lại tốt, là bởi vì bệnh nó không phải là quá nhiều. Và thứ hai nữa đó là khi mà người ta nhiễm thì người ta lại có kháng thể, thì đó cũng là một trong những cái vaccine để mà có thể
chủng ngừa cho cái con COVID-19. Nhưng mà nói không phải vậy đâu nha, tại vì muốn có cái vaccine thì người ta phải phải có FDA approved đàng hoàng, phải coi là không có bị triệu chứng phụ, phản ứng phụ này nọ thì mới được. Thì cái đó là mình suy nghĩ thôi ha, chia sẻ với quý vị một chút để chúng ta cùng nhau tìm hiểu ha quý vị. Nói ra đây để cho mình có một cái niềm hy vọng, chứ thực sự mình hư thực làm sao mình cũng chưa biết rõ, thì đợi tương lai nó sẽ trả lời thôi. Giống như cái nguồn gốc con COVID-19 đó, thì cây kim để trong bọc lâu ngày thì cũng phải lòi ra thôi. Giấu cỡ nào thì cũng có thời gian sẽ trả lời thôi. Họ nói là cái con virus này đó thì nó chỉ gây tiêu chảy và sốt nhẹ. Nhưng mà khi mà mình bị tiêu chảy rồi mình sốt thì mình cũng sợ, thì mình đi khám thì nó cũng là dương tính với COVID-19. Cũng ghê ha. Bởi vì mình bệnh mình cũng không biết là bệnh gì, mà không biết chuyện này có đúng hay không, tại vì ở trên mạng giờ cũng đang nói nhiều vấn đề này quá. Tại vì cũng có nhiều người họ nói là họ bị COVID-19 nhưng mà không bị ảnh hưởng gì sức khỏe. Có nghĩa là không có ảnh hưởng, không chết. Thì có những người họ bị thì chỉ khoảng một tuần lễ sau thì họ hết bệnh. Ví dụ như họ uống nước cam nhiều, rồi họ uống thuốc cảm sốt, họ có thể gọi bác sĩ cho thuốc uống ở nhà hoặc là cái gì đó, thì họ hoặc là họ có sức khỏe tốt, họ có đầy đủ kháng thể và chống lại được cái con COVID này. Và bây giờ đó thì ông thống đốc của mình cũng nói là sắp mở cửa được những cái tiệm tóc rồi. Và có những nơi thì chưa được mở cửa, tại khó quá ha. Bây giờ thì Hồng Loan đưa ra một cái ý kiến này, là hình ảnh này nè, chúng ta có thể đưa lên cho ông thống đốc coi đi. Ông, nếu mà ông đồng ý với cái cách này thì ông cho tiệm tóc mở cửa, là bởi vì sẽ không có đụng chạm gì với nhau hết ha quý vị. Gối đầu mà xối nước từ xa vậy đó ha, bạo lực vậy đó hả ta. Đâu có đụng chạm gì nhau đâu, đâu có gần nhau đâu. Đi tiệm mà gọi kiểu này chắc chết luôn quý vị. Rồi bây giờ thay vì lấy tay thì mình lấy cây lau nhà. Trời đất ơi, sao cây lau nhà sao cái màu cũng có nói sao giống xài rồi hay sao, rồi rửa mặt luôn đó chứ. Thì có cái giặt đứng cách xa 6 phía đàng hoàng á không. Cái cho tiệm tóc mở đó quý vị, thì Lộc nghĩ chắc cũng phải cho tiệm massage với tiệm trị mà trật đã đó mở cửa luôn. Làm này là đứng khum á, mỏi lưng lắm. Lộc làm chút xíu mà Lộc mỏi lưng thế bà. Muốn gì người này càng làm càng suốt cả ngày ta cầm cây thôi nói gì chứ. Massage mấy tiệm massage chắc cũng lâu ha, lâu mới được mở cửa đó, tại vì phải tiếp xúc với nhau gần quá không được. Chạm gần quá ha, virus nó về đây. Làm mệt quá, đau lưng quá, tối bắt Linh leo lên dậm. Nói về cái vấn đề mà không biết sao mà tự nhiên đồ nhà tự động nó kêu gọi Lộc hoài. Sao cứ ngày nào cũng bị gì không á, ngày nào cũng có chuyện á nè. Nhà nó thấy anh rảnh quá hay sao, nó hư liên tục vậy anh. Hết cái này tới cái kia nó hư. Này bị gì nữa vậy? Cái đường ống cống nó nghẹt á. Nó đổ ngược vô cái máy rửa chén, bây giờ nghẹt cống ống thông cống của cái máy rửa chén. Vậy thôi. Dạ, phải thông cái đường ống cống hả? Mà sao bị nghẹt? Cái đường cống nhỏ này nè. Của cái máy rửa chén. Bữa em với Hiếu làm rau câu trồng đầy luôn. Cứng luôn mà nó đóng nguyên đường ống rau câu không à. Hoặc là mình đổ bột, mình không nghĩ là nó là cái gì. Rau câu đàm ra đây ăn chứ đâu có đổ xuống ống cống đâu. Không biết nữa. Hay là nó là cái gì mà nó sực như rau câu vậy đó. Em không biết. Dầu mỡ gì mà mình cũng đâu ăn gì mà dầu mỡ. Cái này cũng cái đường ống kia anh mới thông rồi. Ống nó đi vô qua xuống đường ống cống luôn á hả? Rồi nó không ấy được, nó nghẹt ngược cho lên hả? Nhưng mà phải thông hết hả? Thông chứ cái máy mình đâu bị gì hả? Máy thì không bị gì nhưng mà nó nghẹt cái đường ống này nè. Bây giờ phải thông cái đường ống này nữa là xong. Cái máy giặt, cái máy rửa chén đó quý vị,
nó không có hoạt động nữa, nó có báo là cái sensor nó báo là bị nghẹt nước. Mà mình nói ủa sao nó bị gì đâu mà sao bị nghẹt nước, thì ra đó là mình sẵn đây là muốn cảnh báo với quý vị luôn á, là cái máy ở máy xay của đồ ăn, của cái sinh á, cái sinh mà rửa chén á, thì mình xay những cái đồ ăn mà Lộc nghĩ đừng đến đồ ăn đừng cứ dính, chẳng hạn như rau củ ít ít thì Lộc nghĩ thấy ok, còn không mình đổ thùng rác, chứ đừng có xay mà để trống á. Chẳng hạn như hồi nãy Lộc xoay ở trong cái ống á, Lộc thấy có rau câu. Chung đổ thừa, người ta nấu rau câu, ai nấu ăn chứ ai nấu rồi đổ xuống cống. Không, nhiều khi mình ăn không hết, cái mình nghĩ rau câu thì nó sẽ tan, thì mình bỏ xuống ống cống rồi mình xay thì rau câu nó xay thì nó vậy thôi, nhưng mà nó vẫn bám vô cái đường ống, nó chui ngược vô cái máy rửa chén. Hồi nãy Lộc kéo ra một sâu nước. Không, mà bây giờ mình mà rửa chén mà mình xay á thì mình phải thả nước nóng xuống để nó vừa xay, nó vừa trôi, nó đi luôn. Như vậy những cái chất dầu mỡ nó bám, nó nước nóng nó xuống, nó không có bị bám vô. Nó nhiều khi anh rửa cái anh để nó nhiều quá đó, anh nghĩ là nó có cái đồ lược phải không? Cái xong cái nó nước ngập, nhiều khi nó hở lên, cái đồ ăn nó bị chảy xuống dưới. Mà lúc đó anh đâu có xay đâu, thì nó nghẹt vô. Cho nên là đừng có để nước ngập mà để phải xay liên tục. Với lại cái chỗ mà đường ống đó quý vị, là nó dễ bị ngạt nhất. Đường ống thì nhỏ xíu à, có chút xíu à. Cái đường ống của cái từ máy gì, gì bằng mắt. Cái đường ống mà từ máy rửa chén lên cái bếp á, lên cái bồn mà rửa bồn bồn xay xay ấy đó, máy xay đó, thì đường nhỏ, nhưng mà khi cái ống nó mà chạy ra đường ống cống thì cái đó là đường cái ống bự hơn chút. Nhưng mà Lộc nghĩ á, một năm mình phải ráng lấy đồ mình xây mình thông, tại vì nó động một cái nó ảnh hưởng hết nguyên cái hệ thống của mình. Làm để lo nguyên cái máy ra luôn. Lo qua nguyên cái máy luôn. Thế mà đồ đạc nó cứ kiếm Lộc, nó kêu Lộc trong thời gian này. Thôi kệ, lúc này nó hư cũng đỡ, cũng còn có thời gian để làm nữa không? Chứ lúc mà làm việc lại bình thường cũng bận rộn, nó đâu đúng có làm. Rồi. Không có gì thì hư bây giờ thì cũng để mốt nữa hư. Nhưng mà kinh nghiệm cứ mình cứ một tháng ấy đâu một năm mình phải kiểm tra hết hệ thống máy giặt, máy sấy, đường ống cống, của nhất là đường bếp nó dễ bị kẹt lắm, rồi vòng vòng mấy cái toilet ở nhà, những cái toilet mà nhà không xài nha quý vị cũng phải kiểm tra mấy cái đầu dặn á. Nhiều khi không xài, tới thời gian tuổi thọ nó tự nhiên tự động bị rỉ nước. Mình không hiểu làm sao nữa. Hay là cái áp suất của nó mạnh quá hay sao đó. Nó làm rỉ nước. Mình không để ý cái thời gian nó hư hết nguyên cái hệ thống của mình. Thôi cố gắng kệ. Nếu mà ở nhà có người biết á, thì cứ đi vòng vòng coi 5 liên lần đi. À, nói chứ giờ cũng bắt đầu làm việc lại rồi, phòng thu cũng bắt đầu làm việc lai rai rồi. Hôm qua mới thu cho chị Như Quỳnh, mà thu là cũng đeo khẩu trang nữa. lúc chị vô chị nói làm sao? Chị nói em ơi, chị quên đeo cái khẩu trang rồi. Nó không sao, chị đừng khỏi đeo, chị có đeo khẩu trang rồi chị hát. Chị đeo khẩu trang hát nghe cái giọng như ngàn mũi lắm á. Thì vô phòng thu thì cũng đứng riêng mình rồi, thì chỉ cứ hát trong đó. Thì đứng cũng cách xa nhau hơn 6 feet đó. Mà cái người mà thu mà đi ra đón khách mà đeo nguyên khẩu trang bự chừng dần nhìn tiếng ghê. Kỳ lắm. Nhưng mà ta thông cảm, ta hiểu được điều đó. Nhà có người lớn với lại con nít mà. Nên mình cũng phải cố gắng mình kỹ lưỡng chút nào. Bắt đầu làm việc lại nhưng mà cũng mình cũng kén chọn lắm. Trước khi làm việc cũng hỏi thăm nhau tới luôn, người ta cũng hỏi mình cũng hỏi người ta coi tình hình sao này nọ, mình thì định mới tin tưởng tới, nhau được. Thì cũng định gọi tới, nó nói chị tới đây đi 14 ngày sau em cho chị thu. Thì chị tới thì đứng cách ly, đứng cách ly 14 ngày, ngày thứ 15 cho thu. Nó giỡn quý vị, thì vui. Ok, thầy cảm ơn quý vị nhiều nha. Bây giờ cũng hơi trễ rồi đó ha, tại ngày hôm nay Lộc làm mất sửa đồ nên hơi mất thời gian chút. Tạm biệt quý vị ha, hẹn gặp lại quý vị, chúng mình sẽ nói chuyện nhau nhiều hơn ha. Bye. Bye, nhớ share, like, subscribe cái channel này nha quý vị, nhớ nha. À, có người lên hỏi không biết share làm sao á, thì nó có cái nút làm sao đó, ẹo vậy nè.
ở trên đó. Nó đây là nút share, nút chia sẻ đó quý vị. Cái nút kẹo ở trên, cái mình click vô đó thì có thể là mình copy cái link and then mình pay nó vô. Pay nó vô cái trang nào mà mình muốn share đó quý vị. Chẳng hạn như là bấm lên cái ha, thì kế bên cái nút like á, với lại nút dislike thì nó có nút share. Kế bên nút download and nút sale đó. Đó, quý vị thấy không? Đây nè, like, dislike, nút share. Thì khi bấm nút share thì nó đây là copy link. Rồi nó để Google, email, message, more. More thì mình có thể mình gửi Facebook hay là Messenger, Twitter. Còn có thể mình copy cái link đó and xong mình mở qua cái trang của mình á, mình click vô là mình paste nó vô, mình thì dán là, nó vô là quý vị share được cho Loan với Lộc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Chào tạm biệt tất cả quý vị, chúc tất cả mọi người luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Sức khỏe nha quý vị. Bye. 跟本主狗。